Ah. Con đây là phụ kiện dành cho anh em táo đớp. Đó. Còn nguyên siêu trong ni lông. Khâu khui nha. Hàng hãng khác hẳn nhá. Chuẩn đét luôn. Đó. Anh em nào chốt lấy thì sẽ khui tự tay bóc siêu. Đó. Nó là nguyên. Cái này thì nhiều không bóc nữa. Đó. Có một cổng iPad Nano. Đó. Novo Nike táo đớp. Cái này thì quá hay rồi. Nike cộng với iPod thì chắc không phải nghĩ. Đồ chơi cho fan táo đớp đây. Anh em chốt nhanh nhá. Tức là ai chốt trước sẽ được trước hàng ngon, đồ rẻ. Và kiểu chuyên linh kiện bãi Nhật. Đó. Ok.